Sao mà thịt mặn thế này? Cô thừa biết cái cuộc hôn nhân của chúng ta ấy không xuất phát từ tình yêu mà ra. Cô cút ra khỏi nhà tôi. Tôi bảo cô ấy ở đây là cô ấy phải ở đây. Sau đợt này em lấy nốt số tiền của lão Kiên, rồi chúng mình cao chạy xa bay nhá. Bởi vì cái loại đàn bà con gái mà đi quan hệ với người đàn ông có gia đình rồi thì là cái loại chả tử tế tốt đẹp gì đâu. Alo, cô là... Này! Ai cho cô tự ý nghe điện thoại người khác đấy? Hả? Tại em thấy chuông điện thoại kêu mãi mà không thấy anh ở đâu. Từ nay về sau ấy, dù điện thoại của tôi có như thế nào tôi cấm có động đến, nghe chưa? Động vào tôi chặt tay ấy. Mà giọng nữ trong điện thoại của anh là ai đấy? Có phải... Sao? Bây giờ cô còn dám chất vấn tôi nữa cơ à? Hả? Đúng rồi đấy. Tôi có người đàn bà khác rồi đấy. Sao? Có việc gì à? Anh quá đáng vừa thôi. Dù sao chúng ta vẫn là vợ chồng cơ mà. Anh không... Không gì? Không gì? Không được phép cặp kè với ai khác ngoài cô à? Hả? Tôi nói cho cô biết, tôi ra ngoài, tôi đi với ai, cặp với ai là việc của tôi. Cô không có quyền gì mà xen vào nhá. Nếu như không chịu được thì ly hôn. Anh muốn ly hôn như vậy cơ? Đó là điều rõ ràng. Cô thừa biết cái cuộc hôn nhân của chúng ta ấy không xuất phát từ tình yêu mà ra, là do bố mẹ của tôi và cô có hôn ước từ trước nên mới sắp xếp tôi và cô vào cuộc hôn nhân này. À đâu, không được nói thế. Là gia đình tôi có nợ với gia đình cô mới đúng chứ. Nên tôi mới dùng cái thân này để báo đáp cho cô. Thế tại sao ngay từ đầu anh lại đồng ý? Cô không biết à? Là vì ông bà già tôi ép tôi đấy. Mà thôi, cái việc này đâu quan trọng. Quan trọng ấy là cuộc hôn nhân của chúng ta dù gì cũng kết thúc thôi. Nên là vợ chồng mình kết thúc nó sớm đi nhá. Anh... Cô không đồng ý à? Được thôi, thế thì cô cứ bám víu lấy cái mác phu nhân giám đốc đi nhá. Dù gì tôi cũng biết là gia đình cô ấy cũng chỉ vì tiền thôi mà. Con này nhìn giống em thế. Giống gì? Anh Kiên, cô ta là ai? Xin giới thiệu với cô, đây là giúp việc của tôi. Từ bây giờ cô ấy sẽ ở đây và hộ đỡ cho gia đình chúng ta nhá. Nhà này không cần giúp việc, anh đuổi cô ta đi đi. Cô không muốn nhưng tôi muốn. Anh quá đáng vừa thôi. Anh bảo cô ta là giúp việc á? Giúp việc nào mà ăn mặc đầu tóc như thế? Giúp việc mà lại còn ôm mặt chủ cơ. Anh tưởng tôi bị ngu à? Ồ. Hôm nay cô lại thông minh ra phết đấy nhỉ. Đã vậy tôi xin tuyên bố với cô luôn, đây là Linh, người yêu mới của tôi đấy. Thật sao? Đáng lẽ tôi không định đưa cô ấy về đây đâu, nhưng khổ nỗi cô ấy đã mang thai đứa con của tôi, nên hôm nay tôi mang cô ấy về đây để cho vợ chăm sóc đấy. Được không? Cái gì cơ? Cô ta với anh có thai á? Em chào chị. Bây giờ em ở đây rồi thì mong chị giúp đỡ ạ. Cô cút ra khỏi nhà tôi. Tôi bảo cô ấy ở đây là cô ấy phải ở đây. Còn cô không chịu được thì cút ra ngoài. Anh đúng là đồ đê tiện. Chị ta là vợ của anh nè. Bảo sao anh chán là phải. Đến em là phụ nữ nhìn còn không mê được nữa là mà là vợ giám đốc. Chúng xấu xí quê muốn phát sợ đi được. Con đàn bà này
chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Sớm muộn gì anh phải tống cổ nó ra ngoài đường. Để danh chính ngôn thuận đón em và con về nhà chứ. Hồi nào con sợ bây giờ đấy. Người yêu của anh ăn thịt nha. Ăn nha. Trời ơi, sao mà thịt mặn thế này? Đi ăn miếng trứng nhá. Thôi, nhìn đã thấy không muốn ăn. Ê, người yêu anh ăn gà nhá. Cả cái miếng gà to đùng như này làm sao mà em ăn được. Ê, măng nhiều thịt được không? Không. Mà anh này, chị My cố tình nấu những món này để em không ăn được. Để con không có chất, không lớn được đúng không? My, không nấu cơm kiểu gì đấy hả? Nó có mỗi bữa cơm mà không xong là như nào? Đấy là do cô ta không ăn được chứ. Có phải là do em nấu dở đâu. Ngày nào mà em phải nấu như thế. Này, tôi nói cho cô biết nhé. Cô liệu mà nấu cơm như tử tế cái chứ. Không thì lướt. Ai dám đuổi con dâu của tôi đấy. Mẹ ngồi xuống đi ạ. Mẹ đến lúc nào đấy? Sao mẹ không nói trước với bọn con? Mẹ có việc đi ngang qua đây, tiện thể ghé thăm hai đứa sống như thế nào. Ai ngờ lại đổ đốn như thế này. Kiên, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao tự nhiên lôi cái người lạ mắt lạ hơ ở đâu về đây, rồi bắt vợ anh để phục vụ là sao? Thôi mẹ, chuyện gia đình con để con tự xử đi. Đúng, chuyện riêng của gia đình anh, nhưng nó là bộ mặt của cả cái gia đình này. Cho nên là ấy, không phải anh thích làm gì là làm đâu. Cháu chào bác ạ. Cháu là... Cô im ngay. Tôi chưa hỏi đến cô. Cô chưa đủ tuổi để lên tiếng trong cái gia đình này. Thì mẹ bảo suốt ngày giục con là có cháu còn gì nữa. Bây giờ có mang cháu ở cho mẹ cháu lên gì. Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Thì con là bây giờ ấy, người yêu con đây này, Linh có thai rồi. Là đứa cháu tôn của mẹ đấy, được chưa? Con bé này nó có thai rồi á? Này, liệu nó có phải là con của con không? Bác, sao bác lại nói như thế ạ? Không, con của anh Kiên thì con của ai ạ? Tôi không thể tin được. Bởi vì cái loại đàn bà con gái mà đi quan hệ với người đàn ông nó có gia đình rồi ấy, thì là cái loại chả tử tế tốt đẹp gì đâu. Thôi mẹ, mẹ đến đây mẹ ăn cơm, mẹ ăn cơm con thôi. Hôm nay lại còn dám cãi cả mẹ cơ đấy. Đã vậy thì tôi ở đây đấy, để xem anh có dám đuổi tôi không. Sao anh cho người đàn bà lão hoắc đến đây ở được, thế mà mẹ anh muốn ở đây vài bữa anh lại ngăn cản à? Đâu ý ấy. My, vào đấy bắt đũa cho mẹ đi, mẹ cũng chưa ăn cơm đâu. Vâng, mẹ đây ạ. Phim này hay mẹ nhỉ. Bây giờ em muốn ăn cái gì? Kiên. Dạ. Đi đâu đấy? Linh đang nghén thế này, không ăn được gì mẹ ạ, nên con phải đưa cô ấy ra ngoài ăn. Vẽ chuyện. Nhà thiếu gì đồ ăn mà phải đi ra ngoài. Thôi, để đưa cô ấy ra ngoài. Mẹ ở nhà ăn cơm đi nhá. Đi. My à, con đừng suy nghĩ gì nhiều. Thằng kia nó lầm đường lạc lối, rồi nó sẽ phải hối hận thôi. Dạ, con hiểu rồi ạ. À, con đợi mẹ một chút nhé. Mẹ có cái này hay lắm. Cái gì thế hả mẹ? Đây là bộ mỹ phẩm cao cấp của cô Hina. Mẹ mua về cho con đấy. Con dùng đi hiệu quả lắm. Nhưng mà từ trước đến giờ con đã bao giờ dùng mỹ phẩm đâu ạ? Đấy, chính vì thế nên thằng kia nó mới đi ra ngoài tòm tem đấy. Là phụ nữ ấy,
thông minh, giỏi giang không chưa đủ, mà còn phải xinh đẹp nữa. Đẹp thì mới có quyền. Con không thấy con Linh ấy, nó ở nhà suốt ngày mà vẫn phấn son loè loẹt đấy. Mẹ thấy con đơn giản quá cũng không được đâu. Vâng ạ. Thế những sản phẩm này dùng như thế nào hả mẹ? À, đây nhá. Cái này là viên uống đẹp da tảo sâm, gồm các dược liệu quý như tảo xoắn spirulina này, tảo lục chozella, glutamine với tinh chất cần tây kết hợp với cả sâm tố nữ collagen, giúp làm đẹp da, mờ vết nám, tàn nhang. Mỗi ngày con uống cho mẹ 2 viên. Rồi kết hợp với bôi kem chống nắng Rich Skin. Kem chống nắng này không những có tác dụng chống lại các tia UV của mặt trời này, lại còn làm trắng sáng da, giảm vết thâm nám, tàn nhang, rồi còn có tính chất đàn hồi da nữa. Rồi trước khi đi ngủ ấy, nhớ phải bôi kem Rich Skin Night Cream này vào. Đây là kem đặc trị nám. Chỉ đơn giản như thế thôi, con có nhớ không? Nếu mà không nhớ để mẹ ghi ra giấy cho. Thôi không cần đâu mẹ, con nhớ rồi. Thì bây giờ bôi kem chống nắng vào cho mẹ xem nào. Dạ. Con cứ yên tâm, chỉ cần dùng một thời gian thôi là có hiệu quả ngay đấy. Alo anh à, em nghe này. Ơ, gặp anh á? Không được, em làm sao mà đi được? Bây giờ đang trong thời điểm quan trọng. Em mà đi bây giờ thì chết. Sau đợt này, em lấy nốt số tiền của lão Kiên, rồi chúng mình cao chạy xa bay nhá. Biết rồi, thế nhá. Mẹ à? Tôi không có quan hệ mẹ con gì với cô. Tôi hỏi cô nói cô có thai với thằng kia mấy tháng rồi? Dạ, 2 tháng rồi ạ. Thế cái băng vệ sinh cô vứt trong nhà tắm là của ai? Cô đừng nói là của tôi nhá. Mà cũng đừng nghĩ là của cái My. Tôi hỏi nó rồi, không phải của nó. Làm sao mà của con được ạ? Con đang có thai mà mẹ. Cô dám lừa gia đình tôi là cô có thai à? Hả? Sao mẹ lại nói thế ạ? Con có thai thật mà. Có chuyện gì thế hả mẹ? Có chuyện hay rồi đây. Người phụ nữ này lừa con là có thai, nhưng thực ra là không phải. Mẹ có thấy cô ta tới tháng nữa cơ mà. Linh, không, như thế là sao hả? Không phải đâu. Tự nhiên mẹ nói là em giả vờ mang thai. Em cũng không hiểu chuyện gì cả. Cô lại còn dám cãi nữa à? Thế cái này là cái gì? Con xem đây này. Hay nhỉ. Thì ra cô bước chân vào nhà tôi giả vờ có bầu, lại đào mỏ. Hả? Không phải như thế đâu. Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Em hiểu anh thật lòng mà. Đến nước này mà vẫn còn già mồm à? Cô đúng là cái loại đàn bà không ra gì, không biết nhục mặt. Cút.
Cút khỏi khuất mắt tôi trước khi tôi không kiềm chế được. Em xin lỗi. Cút! Vào đây làm gì đấy? Vào đây để đi ngủ chứ làm gì nữa. Chồng ngủ phòng vợ không được. Ý em không phải là thế. Nhưng mà bình thường anh hay ngủ phòng riêng của anh cơ mà. Không thích. Bây giờ thích ngủ ở đây. Được chưa? Tắt đèn đi. Rảnh chiều để làm gì ấy? Thì đi mua bikini, đi du lịch, được chưa? Mình đi du lịch á? Sao lại như thế? Thì từ lúc cưới giờ có đi du lịch được đâu. Mày đi tuần trăng mật nhá. Tại sao lúc anh cáu anh không được đáng yêu như này đi? Mà nhá, đây là lần cuối cùng em tha thứ cho anh đấy. Lần sau anh mà còn như thế nữa thì đừng có trách em. Lần này là em vì mẹ thôi. Nhớ chưa? Anh biết rồi. Điều kỳ diệu mang tên có đầy ông ở bên ngoài nuôi bồ, xong rồi về nhà vẫn ngon ngọt với vợ. Tôi đã chán bà mặt anh lắm rồi, anh không cần phải giải thích gì hết.
Nếu mà chuyện chồng con mà không êm xuôi như thế, hay là mày ly hôn đi. Được. Bây giờ cô thích ly hôn chứ gì? Thì ly hôn. Cô tọa nguyện chưa? Nhá. Như là tại sao lại? Em đã suy nghĩ rất là lâu rồi. Chúng ta lúc nào cũng cãi nhau, cuộc sống quá là căng thẳng. Chúng ta ở chung nhưng mà không thể thay đổi để hòa hợp được ấy, thì nên chia tay để cả hai đỡ mệt mỏi. Mì ơi, nhưng mà đấy là những chuyện nhỏ nhặt, tại sao chúng ta không cùng nhau điều chỉnh mà lại phải chia tay ly hôn như này? Đây là chuyện giữa hai chúng ta, tức là cả hai đều phải thay đổi. Nhưng mà anh thì sao? Em nói mãi anh vẫn như thế. Anh lại còn trách em nói nhiều hay nổi cáu nữa. Thì anh... Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân anh thôi. Anh đòi hỏi ở em, còn bản thân anh thì tự do phóng túng, thích làm gì thì làm. Anh có bao giờ suy nghĩ cho cảm xúc của em không? Anh có biết là em cảm thấy mệt mỏi, chán nản với họ vô vọng như nào không? Thực sự thì... anh biết có nhiều lỗi. Anh đã làm em phải căng thẳng rất là nhiều. Cho anh xin lỗi được không? Em có thể nghĩ kỹ lại được không My? Chúng ta làm sao có thể chia tay với nhau những chuyện nhỏ nhặt như này được? Thế anh muốn gì? Anh hứa là từ bây giờ anh sẽ điều chỉnh lại bản thân của mình. Anh sẽ không để em phải buồn nữa. Được không My? Nhưng mà em lấy gì mà để tin anh chứ? Từ bây giờ anh hứa anh sẽ ngoan, ngoan thực sự. Sẽ không để em phải căng thẳng, mệt mỏi nữa. Được chưa? Được rồi. Nhưng mà em chỉ tin anh nốt lần này thôi đấy. Sẽ không có lần sau đâu. Em quá mệt mỏi với là chán nản vì những cuộc cãi vã nhỏ nhặt này lắm rồi. Anh biết rồi. Lại đây nào. Mày bóp vai. Mày biết không, tao ấy đưa cái tờ ly hôn cho ông Kiên phát à, là mặt ông ấy tái xanh hết cả lên, sải quay ra năn nỉ ỉ ôi tao. Này, ông ấy mua cho tao cái này để xin lỗi đấy. Đàn ông có trăm phương nghìn kế để mà che giấu lỗi lầm của mình. Mày cứ cẩn thận đi. Mà có đầy ông ở bên ngoài nuôi bồ, xong rồi về nhà vẫn ngon ngọt với vợ. Mà có đầy ông nhá, sắp chết đến nơi rồi mới lộ ra là có con riêng ở bên ngoài đấy. Ông Kiên không có như thế đâu. Mấy lần ý thì tao cũng kiểm tra điện thoại với cả kiểm tra quần áo ông ấy rồi, nhưng mà chẳng có dấu hiệu gì bất thường cả. Này, bọn đàn ông nó có đầy kế sách để mà giấu giếm vợ con nhá. Để cho mày phát hiện ra thì có mà. Thật ra là nếu mà bọn tao có cãi nhau ấy thì cũng chỉ cãi mấy cái vấn đề vặt vãnh thôi, chẳng có gì quá đáng cả. Mà này, thực ra tự nhiên tao lại thấy thương mày quá. Mày nhìn mặt mày kia kìa, đầy vết nhăn xong rồi da sạm cái đi kìa. Trông có giống gái 30 không hả? Mà này, nếu mà chuyện chồng con mà không êm xuôi như thế, hay là mày ly hôn đi. Bây giờ xã hội cũng thoáng lắm rồi, không phải lo đâu. Nhưng mà tao cũng thấy lạ, tại sao lần nào tao kể về chuyện chồng con hay có vấn đề gì mày cứ xui tao ly hôn đấy? Thì tại tao thương mày, không muốn mày suốt ngày phải khổ sở chuyện chồng con. Mà tao có bao giờ xui dại mày không? Mà thôi, đừng có ngồi đây mà ủ rột nữa. Bây giờ đi thay quần áo, rồi đi shopping với tao, xong rồi đi ăn nhá. Thế cũng được. Thank you.
My, em làm sao thế? Có chuyện gì à? Anh còn hỏi tôi được à? Chuyện tốt đẹp mà anh làm bên ngoài ấy, về đến nhà rồi đấy. Cái gì? Ơ My, em phải nghe anh giải thích đã, phải nghe anh nói đã. Đây không phải là anh làm, hoàn toàn không phải là của anh. Đương nhiên rồi, đương nhiên anh phải chối rồi. Làm sao mà anh dám nhận được chứ? Nếu mà không có những thứ này ấy, thì làm sao tôi biết được cái bộ mặt thật sự của anh là như nào? My, em phải bình tĩnh nghe anh nói đã này. Anh sẽ điều tra rõ được vụ này, được chưa? Đây không phải, hoàn toàn không phải là của anh. Khỏi cần, tôi đã chán bản mặt anh lắm rồi. Anh không cần phải giải thích gì hết. Đơn ly hôn tôi đã ký rồi, chia tay đi. Cái gì? Em đòi ly hôn vì lý do chưa rõ ràng này á? Bao lâu nay anh bổ bịch bên ngoài, no sôi chán trẻ. Bây giờ anh lấy cớ để suốt ngày gây sự với tôi, tôi đã nghi ngờ rồi. Bây giờ có những bằng chứng sờ sờ như này, anh còn chối được à? Đúng là mì hồi. My, em không được phép xúc phạm anh. Tôi hận anh, tôi ghét anh, tôi căm thù anh. Tôi không thể nào sống với anh một giây một phút nào nữa. Được, nếu như em muốn ly hôn, anh đồng ý. Vì chuyện này em đã đòi rất nhiều lần rồi, phải không? Được, anh sẽ cho em được toại nguyện. Vì chúng ta đã không tin tưởng nhau thì thôi. Đấy, anh lòi mặt chuột của anh rồi nhá. Anh ngoại tình bên ngoài, sao anh kiếm cớ gây sự với tôi? Bây giờ tôi đã có bằng chứng sẵn sàng sờ sờ như thế này, mà anh còn lại đổ tội cho tôi à? Khốn nạn! Tôi nói cho cô biết này, mấy lâu nay cứ hễ cãi nhau là cô đòi chia tay, mặc dù chưa rõ ràng nguyên nhân gì cả. Được, bây giờ cô thích ly hôn chứ gì, thì ly hôn. Cô toại nguyện chưa? Nhá. Linh, mày giải thích đi, chuyện này là thế nào? Mày với các anh Kiên thì làm sao? Mày cũng có mắt cơ mà, tự đọc đi. Mà anh Kiên bây giờ đã là chồng cũ của mày rồi, chẳng nhẽ mày lại không muốn anh ấy đi lấy vợ mới à? Mày, tao hỏi mày, có phải là mày với anh Kiên đã... Phải thì làm sao mà không phải thì làm sao? Hóa ra là mày suốt ngày xui tao bỏ chồng là có âm mưu của mày cả. Ừ, là bởi vì mày ngu. Tao bảo mày bỏ chồng thì mày cũng bỏ luôn. Bản thân mày không phân biệt được đúng sai, không giữ nổi chồng, bây giờ đến đây lại còn đòi đánh ghen cơ à? Mày thật kinh tởm. Tao hỏi mày, tại sao mày làm như thế? Là bởi vì mày không xứng đáng có được anh ấy. Tao cũng yêu anh ấy cơ mà. Nhưng tại sao từ lúc lấy nhau đến giờ mày ngày nào cũng nói xấu anh ấy thế à? Tao nghe mà còn bực mình thay đấy. Chỉ vì mày không có được tình cảm của anh Kiên mà mày hại tao với các anh ấy phải chia tay. Chuyện giấy siêu âm cũng là do mày đúng không? Bây giờ mày biết thì cũng đã quá muộn rồi. Tao cũng sắp làm vợ anh ấy, và anh ấy cũng rất vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên tao, chứ không phải suốt ngày bực tức và cãi vã khi ở với mày. Tao sẽ nói với anh Kiên chuyện này. Cứ việc. Và để rồi xem anh ấy tin tao hay là tin mày nhá.
đến đây làm gì? Không phải chuyện của chúng ta đã giải quyết cách đây 3-4 tháng rồi à? Hôm nay em đến đây là để mang quà cưới cho anh. My này, em nên nhớ, chính em là người muốn rời khỏi cuộc hôn nhân này chứ không phải là anh. Em biết đấy là lỗi của em khi mà chưa xem xét kỹ lưỡng mọi chuyện đã đòi ly hôn với anh. Nên là hôm nay em đến đây để chữa lại sai lầm của mình. Em nghe anh nói này, anh sắp có gia đình mới rồi. Chuyện quá khứ, hãy để quá khứ trôi qua đi, đừng nhắc lại làm gì nữa cả. Và em đừng cứu vãn làm gì nữa cả. Anh không nghĩ em là người nhỏ nhen như vậy đâu My ạ. Nhưng mà tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ đều là do một tay Linh sắp xếp. Cô ta có thai với người khác, chỉ đến tìm anh để đổ vỏ thôi. Và bây giờ cô ấy cũng đã phá nó đi rồi. Em thôi đi, em đừng đến đây rồi nói hám hồ nữa. Đi ra ngoài đi. Anh không tin em ạ. Anh xem đi, cô ta đã thừa nhận là yêu thầm anh từ lâu, nên là mới tìm tất cả mọi cách để chia rẽ hạnh phúc của chúng ta. Chính cô ta đã giả danh là thư ký đến khách sạn của anh để lấy hóa đơn tiền phòng thay cho anh. Anh xem đi, cô ta còn có cả chứng minh thư của anh nữa. Bây giờ nghĩ lại thì chứng minh thư của anh bị mất là sau khi Linh đến nhà mình chơi. Không thể nào, không thể nào có chuyện như này được. Không thể nào được. Chúng ta, cả anh và em đều đã rơi vào bẫy của cô ta. Một mặt thì đóng vai bạn thân nhưng mà lại xui em bỏ anh, mặt khác thì lại suốt ngày răng bẫy anh. Cô ta đúng là một con cáo già đấy. Mày làm cái trò gì thế hả? Đi ra. Anh Kiên, anh phải nghe em giải thích. Tất cả là do cô ta chứ không phải là do em. Thế đây là cái gì? Cô giải thích cho tôi đi. Cô Linh, tôi không ngờ cô lại thâm sâu như vậy đấy. Em, anh phải nghe em. Chuyện này tất cả là do bởi vì em quá yêu anh thôi nên em mới. Mày, tất cả là tại mày, tại mày. Thôi đi, tôi kinh tởm con người ở cô đấy. Đi khuất mắt tôi trước khi tôi nổi khùng lên. Đi. Anh, thế còn đám cưới của chúng ta thì sao? Đám cưới của chúng ta? Thế cô có muốn tôi đem tất cả những chuyện xấu này ra để cho bản dân thiên hạ đều biết không hả? Được lắm. Mình Em xin lỗi. Tất cả đều là do em. Do em không tin tưởng anh. Đám cưới, hôn nhân mà không có niềm tin thì làm sao có thể bền vững được, đúng không anh? My này, đây không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của chúng ta. Lỗi là tại cô Linh quá xảo quyệt mà thôi. Chúng ta có thể làm lại từ đầu được mà. Được không My? Em cảm ơn anh vì đã cho em một cơ hội. Quét nhà ngay cho tao. Bỏ cái miếng thịt gà đấy xuống. Mày nên chỉ ăn rau thôi. Nào, để mẹ xem con trai của mẹ nhá. Tay của con làm sao đấy? Cô Linh Linh đánh con à? Tôi cấm cô, nếu cô dám đụng đến thằng bé một lần nữa thì đừng có trách tôi. Này, con giỏi ấy thì đưa nhau về mà nuôi đi. Tôi chán ngấy lắm rồi. Đi về. Ôi, mày trong đấy tự ngẫm nghĩ lại cái thái độ của
kìa. Mấy giờ rồi còn ngồi đây học với trả hành à? Đi vào trong nhà quét nhà ngay cho tao. Dì chờ con một chút đã, để con học nốt, rồi tí nữa con ra quét ngay mà. Này, không có đợi chờ gì hết, đứng dậy đi vào quét nhà ngay lập tức, nhanh lên. Này, mày dám trừng mắt lên mày nhìn tao á? Mày có tin là tao móc mắt mày tao hả? Nứt mắt ra, mẹ mày dạy mày như thế à? Đi vào quét nhà, nhanh lên. Quét cho sạch vào đấy nhá, tí tao mà thấy hạt bụi nào thì đừng có trách. Dành còn. Cô đến đây làm gì thế hả? Tôi chỉ muốn gặp thằng Tú một chút thôi mà. Rất tiếc là thằng Tú nó không có ở nhà. Ơ, thế nó đi đâu? Trẻ con nó còn phải đi học đi chơi, thời gian đâu mà ở nhà. Nhưng mà hôm nay làm gì có lịch học của Tú. Này, thằng Tú bây giờ nó ở với tôi, lịch học của nó là do tôi sắp xếp, cô hiểu chưa? Thôi được rồi, thế tí nữa Tú về cô đưa con này cho nó giúp tôi nhé. Được rồi, về đi. Này, mày ăn lắm làm gì? Chả được cái tích sự gì cả. Bỏ cái miếng thịt gà đấy xuống. Ăn thịt gà ấy cũng không khiến mày thông minh hơn đâu. Tốt nhất ấy là mày nên chỉ ăn rau thôi. Có mở cửa đây. À, bố ơi, bố quay rồi. Ờ, bố đây. Con trai của bố nhà cũng ăn nào. Có. Anh vào nhà ăn cơm đi. Hai mẹ con đang ăn đấy. Quà cho bé Tú đây. À, con cảm ơn bố, con thích quá. Sao tay con lại thâm tím như này? Chắc là thằng bé nó đánh nhau với các bạn ở trong lớp, cho nên là tay mới bị như thế đấy. Phải không con? Đúng ạ. Sau là không được chơi đùa để tay thâm tím như này đâu nhá, nhớ chưa? À, để em đi lấy cơm cho anh nhá. Cả nhà ăn cơm đi. Này, Tú ăn thịt gà đi con. Tú. Mẹ. Nào, để mẹ xem nào. Con khỏe không? Sao mà dạo này nhìn con gầy thế này? Con khỏe. Nhưng mà sao mãi mẹ mới tới thăm con ấy? Mẹ có đến nhà, nhưng mà cô Linh bảo là con đi học, không có ở nhà. Nào, để mẹ xem con trai của mẹ nhá. Tay của con làm sao đấy? Cô Linh đánh con à? Sao con không nói với mẹ? Thế con đã nói với bố chưa? Cô ấy bảo con không nói mách bố, nếu không cô ấy sẽ đuổi con ra khỏi nhà và bắt con đi ăn xin. Đúng là không bằng loài cầm thú mà. Mẹ ơi, hay là mẹ về ở với bố đi, con không muốn ở với cô Linh đâu, cô ấy lúc nào cũng đánh con thôi. Thôi được rồi, con trai của mẹ cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa nhá. Mẹ sẽ cố gắng sắp xếp để đưa con về. Vâng ạ. Tú, đi về. Tôi hỏi cô, tại sao cô lại đánh thằng bé? Ai bảo với cô là tôi đánh nó? Cô đừng có mà vu oan cho tôi. Tôi cấm cô, nếu cô dám đụng đến thằng bé một lần nữa thì đừng có trách tôi. Này, có giỏi ấy thì đưa nhau về mà nuôi đi, tôi cũng chán ngấy lắm rồi. Đi về. Về đi. Alo, tôi có chuyện muốn gặp anh đấy. Gặp nhau luôn đi. Mày đi vào đây. Cái gì? Làm sao? Con xin lỗi gì? Con biết lỗi của mình rồi.
Thì tha cho con đi mà. Mày tưởng xin lỗi mà xong à? Mày đi vào đây. Mày đi vào, ngồi vào trong đấy, tự ngẫm nghĩ lại cái thái độ của mày đi. Đi vào. Alo chồng à? Sao? Anh lại phải đi công tác gấp á? Thôi được rồi, anh yên tâm đi. Em sẽ chăm sóc cho Tú thật là tốt. Tạm biệt anh. Này, dậy ăn cơm đi. Đừng có nằm đấy nữa. Dậy. Dậy. Này. Này dậy đi, Tú. 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 Con bị làm sao này? Làm sao đây? Tú. Tú ơi. Tú. Anh. Sao anh lại tát em? Cô đúng là đồ độc ác mà. Nếu như không phải nghe My nói và tận mắt tôi chứng kiến thì tôi không nghĩ cô lại có thể hành hạ bắt nạt một đứa trẻ con như thế này đâu. Anh phải nghe em nói đã chứ không phải... Cút! Cút ra khỏi nhà tôi! Từ nay về sau, tôi không muốn thấy mặt cô trong nhà nữa! Cút! Có mẹ ở đây rồi, con không phải sợ gì cả. Ngoan nhá. Anh xin lỗi. Hay em ở lại đây chăm con với anh? Thôi, không cần đâu. Em cảm thấy anh rất bận rộn, không có thời gian để chăm sóc Tú. Em nghĩ em sẽ ra tòa để xin Tú về nhà. Không anh lại đưa thêm một cô Linh nữa thì khổ Tú lắm. Em... Tú ơi, con dậy, mẹ con mình về nhà mẹ nhá. Con đi được không? Được. Cẩn thận nào. Để mẹ giữ con. Mày gặp mãi cũng chán, muốn đi du lịch cơ. Bạn cần tìm việc với du lịch, hãy lên tìmviec.com.vn. Khỏi nhà tôi ngay. Tôi sẽ không bao giờ ly hôn đâu. Không ly hôn thì chị cũng phải ly hôn. Tôi và Nhàn đã có con được 4 tuổi. Anh bị cô ta lừa. Anh uống nước đi. Em có chuyện muốn nói. Có chuyện gì em cứ nói đi. Sao mà ấp ấp uống mãi thế? Cần tiền à? Hả? Không. Em định... Này, vợ chồng mình đi bác sĩ đi. Em muốn sinh con. Này,
Bây giờ lúc để nghĩ việc đấy à? Chồng em thì đang bao nhiêu là việc đây này, tự nhiên bây giờ lại muốn chửa với cả đẻ. Nhưng mà em cũng lớn tuổi rồi, bây giờ mà không đẻ đi thì chờ đến bao giờ nữa? Có phải mấy bà hàng xóm bắt đầu giục em đúng không? Anh bảo nhá, việc này ấy, từ từ rồi tính, anh sẽ thưa chuyện với cả mẹ. Không ai giục em cả, là do em muốn thôi. Mà anh cứ đi suốt như thế, bây giờ có tiếng trẻ con ở nhà, có phải em đỡ buồn không? Thôi, em đừng nói nữa. Việc đấy từ từ rồi tính, mấy năm nữa em đẻ cũng chưa muộn đâu. Nhưng... Không nhưng nhị gì nữa, đã bảo thôi là thôi. Bây giờ em thử nghĩ đi, chồng em thì bao nhiêu là việc phải lo, sự nghiệp thì chưa ổn định, bây giờ em phải bắt anh phải bế thêm cả đứa con nữa à? Em... Đi làm thì suốt ngày, lo cho em ở nhà ăn sung mặc sướng thì ở nhà hưởng thụ đi, được voi đọc tiên. Anh nói như thế mà nghe được à? Sự nghiệp của anh cũng là em cùng anh gây dựng. Mà bạn em ấy, đứa nào có con rồi, tay bồng tay bế, vui vẻ. Còn em thì... Như thế không phải rảnh rang cho em à? Hả? Nhiều người bây giờ muốn như em cũng không được ấy. Anh nói nhá, sao rồi bây giờ người ta chẳng muốn đẻ cơ? Nhưng mà em cũng bước sang tuổi 30 rồi, không đẻ còn chờ đến bao giờ nữa? Mà phụ nữ sinh đẻ thì cũng chỉ có giới hạn thôi. Em mà lớn tuổi đẻ con, anh biết là có nguy hiểm đúng không? Ôi dồi ôi em ơi, xã hội bây giờ ấy, công nghệ nó phát triển lắm rồi. Mấy năm nữa nhá, sự nghiệp của anh ổn định, tiền anh đẩy ấy, mà em không đẻ được ấy, thì mình có thể thụ tinh nhân tạo mà. Lúc đấy thì anh làm gì có chuyện anh không lo cho em được chuyện đấy, đúng không? Anh... Thôi nhá, bây giờ em đi vào trong để có làm việc, nhức hết cả đầu. Đành phải dùng cách này thôi. Đến lúc có rồi, anh ấy cũng không làm gì được nữa. Nếu mà anh ấy biết mình có thai, không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào nữa. Cô là ai? Sao cô lại tự tiện xông vào nhà tôi? Đương nhiên là tôi đến đây để tìm chị rồi. Tôi đến để thông báo cho chị biết là chị nhanh chóng rời khỏi căn nhà này đi. Cô là ai mà lại dám nói với tôi như thế? Cô có nhầm nhà không đấy? Sao lại có thể nhầm được chứ? Anh Kiên nói với tôi là anh Kiên sẽ ly hôn chị và đón mẹ con tôi về đây ở cùng. Cũng đã đến lúc chị nên ra đi rồi đấy. Con tôi cũng đã lớn, tôi không thể chờ được nữa. Tôi không tin, cô lừa tôi. Sao lại có thể? Sao lại không thể chứ? Tôi với anh Kiên qua lại cũng đã lâu, chính chị mới là người đang ngáng đường chúng tôi đấy. Cô đừng đem mấy chuyện vớ vẩn ra để lừa tôi. Cô có bằng chứng gì? Tôi là vợ của anh Kiên. Mà kể cả cô có là ai đi chăng nữa thì cũng chỉ là loại phá hoại phúc gia đình người khác thôi. Tôi có như thế nào ấy thì chị cứ gọi chồng chị về rồi khác rõ. Mà tôi cũng nói luôn cho chị biết nhé, chị không có đủ tư cách để đấu lại với tôi đâu. Nếu mà không biết chiều chồng thì tốt nhất để người khác làm hộ. Chị hiểu chứ? Loại đàn bà trơ trẽn. Không trơ trẽn thì làm sao mà qua lại được với chồng chị bấy lâu nay chứ? Có phải là chị sống lạc hậu quá không? Chứ đàn bà bây giờ mà không trơ trẽn, không mặt dày, không đưa đẩy một tí thì không tồn tại được đâu. Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi sẽ không bao giờ ly hôn đâu. Không.
không ly hôn thì chị cũng phải ly hôn. Chị nghĩ là tôi không chắc thắng mà hôm nay tôi lại đến đây à? Ồ, em yêu, em đến rồi đấy à? Anh Kiên, chuyện này là thế nào? Anh giải thích đi, anh với cô ta có mối quan hệ gì? Anh yêu, anh nói cho chị ta biết đi. Chứ hình như là chị ta chưa nắm được tình hình đâu. Thế à? Đúng như cô thấy đấy. Tôi và Nhàn đã yêu nhau một thời gian lâu rồi. Và chúng tôi đã có với nhau một đứa con. Nên là chúng ta ly hôn đi. Cái gì? Anh với cô ta sao lại có thể? Em với anh đã vất vả cùng nhau bao nhiêu năm nay. Anh phản bội em à? Xin lỗi cô nhá. Nhưng tôi không có cảm giác gì với cô nữa rồi. Tôi và Nhàn đã có con được 4 tuổi. Và tôi không muốn đứa con của tôi không bố mà đến trường. Và tôi không muốn người yêu của tôi thanh xuân bị lỡ dở. Anh không muốn thanh xuân của cô ta bị lỡ dở. Thế còn thanh xuân của em? Thanh xuân của em thì anh đền thế nào? Em phải hy sinh cả thanh xuân của mình để gây dựng sự nghiệp cùng anh. Thế mà cô có nói gì thì cũng vô ích cả thôi. Cô sống với anh ấy bấy lâu nay mà cô có sinh được cho anh ấy một đứa con không? Đàn ông ý, người ta cần nhất là sự nghiệp và con cái. Cô không tự làm được thì tự chịu đi. Thì ra anh không muốn sinh con với tôi là vì anh với cô ta đã có con riêng. Khốn nạn! Không còn yêu, không còn thương thì có con để làm gì? Hả? Ở cạnh cô ấy, tôi phát ngấy rồi. Bao nhiêu lần tôi muốn sinh con với anh thì anh từ chối, thậm chí là mắng mỏ. Anh muốn tôi từ bỏ tất cả để gây dựng sự nghiệp cùng anh. Bây giờ mọi thứ đã tốt đẹp rồi thì anh đuổi tôi ra đường. Trả lại tất cả cho tôi. Tài sản trong nhà này đều đứng tên tôi. Cô có quyền gì mà đòi? Hả? Tôi cứ tưởng là cô cao thượng lắm, hóa ra cũng biết mở mồm đòi tiền cơ đấy. Tôi thề với cô là một đồng một cắc, tôi cũng sẽ không cho cô. Mẹ con tôi sống tủi nhục bấy lâu nay như thế là quá đủ rồi. Con tôi không có bố, tôi không có chồng, cũng chỉ để đợi đến ngày hôm nay thôi đấy. Các người đã âm mưu từ trước, đã tính toán tất cả lừa tôi. Thật không ngờ anh lại khốn nạn như thế. Được rồi, đã vậy tôi sẽ đi. Nhưng hai người nên nhớ, ác giả ác báo. Tôi xem hai người hạnh phúc được bao lâu. Mày có chịu trả tiền bố mày không hay mày còn đi chạy trốn hả? Hôm nay tao bắt được mày rồi nhá. Mày có trả không? Có trả không? Này, anh đang làm cái gì đấy? Sao anh lại đánh người như thế? Tôi báo công an đấy. Cô là ai mà chen vào chuyện của tôi? Tôi là ai không quan trọng, nhưng anh không được đánh người như thế. Thằng này nó nợ tiền của tôi, trốn lần trốn nữa mãi không chịu trả. Bây giờ tính như nào đây? Anh ta nợ của anh bao nhiêu? Cả vốn lẫn lời 5 triệu. Được, tôi sẽ trả. Đây là các visa của tôi, anh cứ liên hệ theo số điện thoại này. Trong ngày hôm nay tôi sẽ chuyển hết. Nể tình cô đây, tao tha cho mày nhá. Tôi khuyên cô không nên dây dưa với cái thể loại này, kẻo có ngày rước vạ vào thân đấy. Chào cô. Đứng dậy đi. Sao anh lại ra nông nỗi này? Tôi tưởng anh đang hạnh phúc bên cô vợ xinh đẹp với khối tài sản khổng lồ đó chứ. Là em à? Anh bị cô ta lừa rồi. Lừa? Ai mà lừa được anh? Anh giỏi lừa người ta thế cơ mà. Anh lừa tôi lấy hết tài sản, lừa thanh xuân của tôi. Trông anh nhếch nhác thế này đáng đời lắm. Ông trời đúng là có mắt. Lý, anh xin lỗi. Em nói đúng, anh xứng đáng bị quả báo vì đã phạt bộ em nuôi ong tay áo. Tài sản của anh bị cô ta lừa hết rồi. Đứa con trong bụng cô ta cũng không phải là của anh.
anh mất trắng thật rồi. Lý ơi, dạo này em sống thế nào? Ổn chứ? Tôi sống rất tốt. Nhờ có sự phản bội của anh mà bây giờ tôi có một cuộc sống rất hạnh phúc bên một đứa con. Em có con á? Anh nhớ là em không hề đi bước nữa mà. Đứa con đó có phải là của... Không, anh đừng tưởng bờ. Nó không phải là con của anh. Chỉ là một đứa con tôi nhận nuôi thôi. Bây giờ anh tự lo cho cuộc sống của mình đi. Tìm một công việc tử tế mà làm. Đừng để thê thảm như thế này. Tôi phải đi đây. Chào anh. Ok. Xin lỗi anh, tôi không muốn cho con tôi biết nó có một người cha tồi tệ như anh. Chiến IT cùng việc CG lên tìm việc.com.vn.